xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của chúng tôi Thưa quý vị, tổng thống Mỹ đương nhiệm Joe Biden đang có lợi thế đáng kể về tài chính khi gây quỹ nhiều hơn đối thủ Donald Trump, vốn đang gặp khó khăn về tiền. Một khoản phạt 454 triệu đô la Mỹ của ông Trump hôm 25 tháng 3 đã đến hạn và nếu không nộp, ông sẽ đối mặt với việc bị tịch thu tài sản. Theo Al trong vài tuần qua, chiến dịch tái tranh cử của ông Biden đã gặt hái thành tích rực rỡ. Theo đó, thông điệp liên bang thành công của ông Biden hồi đầu tháng này đã giúp đường kim tổng thống Mỹ thu hút dòng tiền quyên góp kỷ lục. Tổng thống Biden hiện có lợi thế hơn ông Trump gần 40 triệu đô la Mỹ khi quyên góp được hơn 70 triệu đô la Mỹ vào cuối tháng 2 so với 33,5 triệu đô la Mỹ tương đối khiêm tốn của đối thủ Đảng Cộng hòa. Tin tệ hơn nữa đối với Đảng Cộng hòa là ông Trump đang đốt tiền mặt với tốc độ nhanh hơn. Trong tháng 2, chiến dịch tranh cử của ông Trump tiêu số tiền 7 triệu đô la Mỹ so với phía tổng thống Biden là 6,3 triệu đô la Mỹ. Theo truyền thông Mỹ, trên thực tế, ông Trump có khoảng 300 triệu đô la Mỹ tài sản lưu động nhưng ông đã phải dành khoảng 100 triệu đô la Mỹ để đặt cọc kháng án trong vụ án dân sự liên quan nữ nhà báo E. Jean Caron tố ông tấn công tình dục. Trong khi đó, tạp chí Fox ước tính tài sản không phải dạng tiền mặt của ông Trump lên tới 3 tỷ đô la Mỹ. Mặc dù ông Trump có thể bán tài sản để trả tiền phạt, nhưng việc đó không thể làm ngay. Trong một tuyên bố mới nhất, Tổng trưởng lý bang New York Lê Titia James nói rõ nếu ông Trump không trả tiền, bà sẽ đích thân tịch thu tài sản của ông. Theo luật New York, bà Dêm có thể lập tức cưỡng chế thi hành vào thời điểm thành án vào cuối tháng 2. Nhưng bà cho phép ông Trump kéo dài thời hạn nộp phạt. Dù trên lý thuyết, việc thu tiền phạt có thể tiến hành bất kỳ lúc nào trong trường hợp đương sự chưa nộp phạt sau thời gian này. Khi đội ngũ của bà Dêm hành động, nỗ lực của họ tùy theo mức độ nghiêm trọng có thể đẩy gia tộc ông Trump đến mức thiếu hụt tiền mặt kinh doanh và đặt dấu chấm hết cho cựu Tổng thống Trump trên cương vị nhà tài phiệt New York. Và trong khi ông Trump có thể tìm cách trì hoãn hoặc giới hạn mức độ tổn thất luật sư kỳ cựu Mark Zoderer của bang New York nhận xét rằng ông Trump đang đối mặt quy trình pháp lý chẳng khác nào sự tra tấn chậm chạp. Tờ The New York Times dẫn lời luật sư Zoderer rằng ông Trump sẽ chẳng được lợi gì. Đó chỉ là vấn đề liên quan đến câu hỏi ông sẽ tổn thất bao nhiêu và quá trình này sẽ kéo dài bao lâu. Đó mới thực sự là vấn đề. Dù ông Trump tuyên bố mình sở hữu hàng tỷ đô la Mỹ, đa số đến từ bất động sản, vốn là loại tài sản mà các công ty bảo lãnh hiếm khi chấp nhận thế chấp. Tuy nhiên, theo iNews, ông Trump có thể vượt qua khó khăn tài chính vì các khoản phạt cũng như sự thiếu hụt tiền mặt trong chiến dịch tranh cử nếu thành công trong việc thu được khoản lợi nhuận khổng lồ từ hãng truyền thông xã hội Trump Media and Technology Group của mình. Tờ Can News của Israel ngày 25 tháng 3 đưa tin rằng Israel hiện đang nỗ lực tìm một đường vòng để có được vũ khí và khí tài từ các nhà cung cấp không phải của Mỹ nhằm khắc phục tình trạng thiếu hụt trang thiết bị chiến đấu quan trọng. Can News trích dẫn một quan chức an ninh Israel tuyên bố rằng sự chỉ trích và ủy quyền cho bên trung gian ngày càng tăng do cả các nhóm Hồi giáo và những thế lực phản đối gây nguy hiểm cho việc chuyển giao đạn dược và thiết bị do Mỹ hậu thuẫn. Ngoài ra, có lo ngại rằng căng thẳng với Mỹ sẽ được tăng cường từ việc quân đội Israel tiến vào Rafah, cùng với vấn đề nhân đạo ngày càng trầm trọng ở Gaza. Những yếu tố này sẽ ảnh hưởng đến việc Mỹ sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ Israel với cường độ tương tự. Hiện có nhiều nước không cung cấp trang thiết bị quân sự cho Israel và thực hiện âm thầm tẩy chay trong đó, lập luận rằng họ bị ràng buộc bởi luật pháp quốc gia để bán vũ khí cho các quốc gia có xung đột. Ví dụ, Canada tuyên bố rằng họ sẽ ngừng cung cấp vũ khí cho Israel, trong đó có thiết bị điện tử và các thành phần phụ được sử dụng cho hệ thống phòng không Iron Dome, vòm sắt. Về phần mình, Pháp và Đức đang đe dọa tẩy chay việc cung cấp thiết bị cho Israel trong bối cảnh thiếu hụt đạn dược toàn cầu, cùng với việc các quốc gia đang tập trung vào nhu cầu riêng của họ. Theo quan chức Israel trên, nhà cung cấp vũ khí chủ chốt cho Israel là Mỹ Hiện vẫn có sự trợ giúp do Mỹ hậu thuẫn, nhưng nỗi sợ hãi lớn nhất hiện tại là những căng thẳng do việc tấn công Rafa sẽ ảnh hưởng đến sự nhiệt tình của Mỹ trong việc giúp đỡ an ninh cho Israel. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant bắt đầu một loạt cuộc họp vào ngày 25 tháng 3 với các quan chức cấp cao của nhà trắng, trong đó Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và người đứng đầu CIA về sự ổn định của nguồn cung cấp đạn dược cho Israel cũng như sự hỗ trợ của Mỹ đối với hoạt động quân sự của Israel ở Gaza. Một quan chức Israel khác tuyên bố rằng không có lựa chọn nào Israel phải tiến vào Rafah trừ khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Và nếu không đạt được thỏa thuận, quan điểm của cơ quan an ninh Israel là người dân Gaza nên được sơ tán khỏi Rafah dọc theo bờ biển. Trước đó, theo tờ Washington Post, chính quyền Mỹ đã âm thầm phê duyệt và chuyển giao hơn 100 đơn hàng quân sự riêng biệt cho Israel kể từ khi xung đột Gaza bắt đầu vào ngày 7 tháng 10 năm ngoái. Với số lượng tới hàng nghìn đơn vị đạn dược dẫn đường chính xác, bom đường kính nhỏ, bom phá bong kê vũ khí nhỏ, và các loại vũ khí sát thương khác. Thông tin này được các quan chức Mỹ thông báo với các thành viên quốc hội trong một cuộc họp kín gần đây. Số lượng đơn hàng lên tới 3 chữ số là dấu hiệu mới nhất cho thấy sự tham gia sâu rộng của Washington vào cuộc xung đột kéo dài 5 tháng ở Gaza. Xung đột đang gây chia rẽ lớn khi chính các quan chức và nhà lập pháp hàng đầu của Mỹ ngày càng bày tỏ nghi ngờ về chiến thuật quân sự của Israel. Trong khi đó, chỉ có hai thương vụ quân sự nước ngoài được phê duyệt cho Israel được công khai kể từ khi bắt đầu xung đột. Israel Hamas gồm đạn dược cho xe tăng trị giá 106 triệu đô la Mỹ và các bộ phận cần thiết để chế tạo đạn 155 mm trị giá 147,5 triệu đô la Mỹ. Những giao dịch mua bán đó đã thu hút sự theo dõi của công chúng vì chính quyền tổng thống Biden đã phê duyệt bằng thẩm quyền khẩn cấp mà không qua quốc hội. Tổng hợp lại, các gói vũ khí trên đã tạo thành một sự chuyển giao hỏa lực khổng lồ cho Israel vào thời điểm các quan chức cấp cao Mỹ phàn nàn rằng Tel Aviv đã không thực hiện được lời kêu gọi của họ nhằm hạn chế thiệt hại cho dân thường cho phép thêm viện trợ vào Gaza và kiềm chế những lời kêu gọi người Palestine di tản vĩnh viễn. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết, chính quyền Tổng thống Biden đã tuân theo các thủ tục mà Quốc hội đã chỉ định để cung cấp đầy đủ thông tin cho các nghị sĩ và thường xuyên báo cáo tóm tắt cho Quốc hội, ngay cả khi thông báo chính thức không phải là yêu cầu pháp lý. Ngày 25 tháng 3, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố vụ tấn công vào nhà hát ở ngoại ô Moscow là do những kẻ Hồi giáo cực đoan tiến hành nhưng vụ nổ súng phù hợp với một chiến dịch đe dọa rộng lớn hơn của Ukraine. Ông Putin khẳng định, sự tàn bạo này có thể chỉ là một mắt xích trong một loạt nỗ lực của những kẻ đã gây chiến với đất nước chúng tôi kể từ năm 2014 dưới bàn tay của Kiev. Theo ông, những kẻ lên kế hoạch tấn công hy vọng gieo rắc sự hoảng loạn và bất hòa trong xã hội, nhưng họ đã gặp phải sự đoàn kết và quyết tâm chống lại cái ác. Cũng liên quan đến vụ tấn công này, người phát ngôn Điện Kremlin uyển chuyển vấn đề khi được hỏi liệu có phải các cơ quan an ninh Nga đã thất bại trong việc ngăn chặn vụ tấn công vừa qua. Hàng trăm người thương vong khi bốn người đàn ông xông vào và xả súng, phóng hỏa phòng hòa nhạc có sức chứa hơn 6.200 người ở Moscow. Tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng IS tuyên bố nhận trách nhiệm. Tuy nhiên, Nga dường như không quan tâm đến phát ngôn này. Trong cuộc họp báo ngày 25 tháng 3, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov giải thích việc bình luận về tuyên bố nhận trách nhiệm của IS trong khi cuộc điều tra diễn ra là không phù hợp. Ông Peskov nói với các phóng viên, cuộc điều tra đang được tiến hành. Vị này cho biết thêm, cho đến nay không có kịch bản nào được đưa ra cả. Khi được hỏi liệu một cuộc tấn công như vậy diễn ra ngay bên ngoài thủ đô Moscow có phải là một thất bại của các cơ quan đặc biệt của Nga hay không, ông Peskov đã uyển chuyển vấn đề. Ông Peskov nói: "Bất hạnh thay, thế giới của chúng ta đã cho thấy không thành phố nào, không quốc gia nào có thể hoàn toàn miễn nhiễm khỏi mối đe dọa này" và khẳng định lực lượng đặc biệt đã làm việc không mệt mỏi để bảo vệ nước Nga. Người phát ngôn điện Kremlin khẳng định cuộc giao tranh chống tấn công là một quá trình đang diễn ra, đòi hỏi sự hợp tác quốc tế toàn diện. Nhưng hiện nay, trong giai đoạn đối đầu gay gắt nhất này, sự hợp tác đó chưa được thực hiện đầy đủ dưới bất kỳ hình thức nào. Khi được hỏi liệu các cơ quan an ninh Nga có cần sự hỗ trợ từ phương Tây hay không, ông Peskov khẳng định các cơ quan đặc biệt của Nga đang hoạt động độc lập, hiện tại không có bất kỳ sự trợ giúp nào. Đại diện Điện Kremlin cũng từ chối bình luận về chi tiết tình báo. Theo hãng tin Reuters, chia sẻ trên Telegram của ông Vasily Golubev, thống đốc vùng Rostov ở phía tây nam nước Nga, hỏa hoạn xuất hiện tại một trong những nhà máy nhiệt điện lớn nhất vùng Rostov của Nga vào sáng ngày 25 tháng 3, khiến hai tổ máy phải ngừng hoạt động. Ông Golubev cho biết vụ hỏa hoạn tại nhà máy điện Novocherkass không gây ra thương vong và chính quyền đang điều tra nguyên nhân vụ cháy. Tuy nhiên, do hai tổ máy tại Novocherkass phải ngừng hoạt động nên đã làm gián đoạn nguồn cung điện cho khách hàng trong thời gian ngắn. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã bắn hạ 11 máy bay không người lái UAV được Ukraine phóng trong đêm qua vùng Rostov. Song thông báo này không nhắc tới vụ hỏa hoạn ở nhà máy điện Novocherkass. Tuy nhiên, dẫn nguồn tin thân cận với cơ quan thực thi pháp luật Nga, kênh tin tức Baja Telegram cho hay, vụ cháy tại nhà máy Novochekas là do UAV Ukraine gây ra. Ngược lại, chính quyền Ukraine cho biết máy bay không người lái drone của Nga đã tấn công các khu vực phía nam là Mykolaiv và Odessa vào ngày 25 tháng 3. Ông Oleg Kipper, lãnh đạo thành phố cảng này cho biết trên mạng Telegram, cơ sở hạ tầng năng lượng bị hư hại và không có nguồn cung cấp điện tại một số nơi ở thành phố Odessa theo hãng tin Reuters, một số trạm điện cao áp tại khu vực này đã bị hư hại. Người phát ngôn Natalia Gumenyuk của quân đội Ukraine nói rằng khoảng 11 người bị thương ở thành phố Mykolaiv, phía nam Ukraine sau cuộc tấn công. Theo các quan chức Ukraine, 4 chiếc drone của Nga bị bắn hạ, các mảnh vỡ từ một drone rơi xuống đã gây ra hỏa hoạn tại một trạm điện và những ngọn lửa đã bị dập tắt nhanh chóng. Quan chức hàng đầu của DTEK, hãng năng lượng tư nhân lớn nhất tại Ukraine, đã cảnh báo rằng các chỉ hoãn trong viện trợ của Mỹ sẽ làm suy yếu năng lực của Kiev khi đương đầu với các cuộc tấn công của Nga nhằm vào nguồn cung điện. Cụ thể, Tổng Giám đốc điều hành của Ditech, ông Maxim Timchenko nói rằng Ukraine có thể thua trong chiến tranh năng lượng với Nga nếu viện trợ của Mỹ tiếp tục bị đình trệ và không tới Ukraine sớm. Lời tuyên bố trên của ông Timchenko đã làm tăng thêm mối quan ngại ngày càng lớn của Kiev về gói viện trợ dành cho họ bị phe Cộng hòa trong Quốc hội Mỹ chặn lại. Giới chức Ukraine cho biết, gói viện trợ này cần được chuyển đến nước này trong vòng một tháng để giúp lực lượng vũ trang của họ ngăn chặn kế hoạch quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã bước sang năm thứ ba. Tổng giám đốc Timchenko nói với tờ Financial Times, sau hai năm chiến sự, chúng tôi không thể để thua trong cuộc chiến năng lượng này. Có nguy cơ chúng tôi bắt đầu thua vì những gì được hứa hẹn đã không được bàn giao cho chúng tôi. Vào năm 2022, Nga đẩy mạnh không kích hệ thống năng lượng của Ukraine ngay trước mùa đông nhằm đẩy Ukraine rơi vào tình trạng tối tăm và lạnh lẽo. Ông Timchenko nói tiếp, Chiến thắng của Ukraine phụ thuộc không chỉ vào những người chiến đấu ở tiền tuyến, mà còn ở cách sinh tồn của nền kinh tế chúng tôi và cách duy trì hoạt động của các ngành công nghiệp và doanh nghiệp. Theo ông, nguồn cung cấp điện quan trọng ngang hàng nhau trong cả mùa hè lẫn mùa đông. Ngân hàng Thế giới vào tháng 11 năm 2023 ước tính rằng thiệt hại của ngành năng lượng Ukraine trong cuộc xung đột vũ trang với Nga là ở mức 12 tỷ đô la Mỹ, với hơn 50% cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này bị hư hại trong mùa đông năm 2022-2023.